Ok, alo, chào tất cả anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của tôi, và tôi là Đạt đây. Thì cũng đã khá là lâu rồi, thì anh em chưa có thấy tôi làm về những cái cloud dành cho điện thoại đúng không anh em? Thì do là đã có quá là nhiều bạn yêu cầu tôi á, là anh ơi, ở cái thời điểm hiện tại á, tụi em rất là muốn sử dụng cái cloud NowGG để tụi em chơi game. Nhưng mà vì ở tình hình hiện tại á, là khi mà tụi em sử dụng á, thì nó kêu là tụi em phải bắt buộc là tụi em phải tải những cái phần mềm phát IP riêng ở ngoài này, thì tụi em mới có thể sử dụng được. Anh có cái cách nào á, mà không cần phải IP mà có thể là chơi được game trên cái cloud NowGG hay không? Đó, thì nói chung á, là đã có quá là nhiều bạn nhắn tin cho tôi này, và cũng như là đã bình luận trên kênh của tôi rất là nhiều về cái vấn đề đó luôn. Thì trong video ngày hôm nay á, thì tôi có hai thứ muốn chia sẻ và dành tặng cho tất cả các ông đây. Cái thứ đầu tiên á, là chắc chắn rồi, đó là về một cái phiên bản Script Menu Farm mới vừa ra mắt dành cho cái tựa game Lockout này, và đặc biệt là cái Script Menu Farm này á, là nó vẫn đang trong cái quá trình hoàn thiện luôn nha mọi người. Chính vì thế á, là những anh em nào á, mà sử dụng cái Script này á, thì về sau sẽ được rất là nhiều cái ưu đãi luôn. Tại vì á, là nó đang trong cái quá trình là cập nhật thêm những cái tính năng mới này, thì chính vì thế là về sau càng ngày á, thì anh em sẽ có càng nhiều cái chức năng hơn cho cái bản menu này ha. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là về cái bản mà ngày hôm nay tôi mang đến cho tất cả các ông á, thì nó sẽ không cần gắt cây nha mọi người. Mọi người sẽ lấy Script, mọi người chạy trên bất kỳ cái clean nào cũng được, từ Fluxu này, Delta này, giọt nước này, nói chung là clean nào cũng được ha. Anh em chỉ cần chạy một phát là nó sẽ ra cái bản menu cho anh em luôn. Đó, thì đó là cái vấn đề thứ nhất mà tôi muốn chia sẻ đến cho tất cả các ông. Còn về cái vấn đề thứ hai á, thì như đầu video hồi nãy tôi có nói đến cho tất cả các ông đó, là tôi sẽ hướng dẫn cho tất cả các ông cách để tất cả các ông có thể là làm sao mà để treo được cái nào gờ. Đó, treo được cái cloud NowGG cho tất cả các game luôn, và không cần phải tải những cái phần mềm phát VPN nha anh em. Không cần tải những cái phần mềm phát VPN, và đặc biệt á, là không cần dùng chẳng hạn như là không dùng Kiwi nè, không dùng những cái app Wacker VPN, Kiwi VPN hoặc là Melon VPN đâu hết luôn. Đó, không dùng những cái app luôn nha anh em, mà anh em vẫn có thể là vào được cái cloud NowGG để anh em treo ha. Và có một điều rất là hay ở cái cách mà lần này tôi mang đến cho tất cả các ông ấy, thì nó sẽ hỗ trợ cho mấy ông vừa treo vừa xem YouTube này. Đó, và cũng như là vừa treo farm và vừa phát màn hình luôn. Đấy, anh em nào mà đang rất là tò mò đúng không, thì anh em nhớ là xem tới cuối video thì tôi sẽ hướng dẫn cho mấy ông ha. Rồi, còn bây giờ thì ở cái thời điểm hiện tại tôi sẽ tiến hành tôi trải nghiệm một cái Script này cho tất cả các ông xem. Và cũng như là Script này là hoàn toàn miễn phí, và tôi sẽ để dưới phần bình luận game để cho những anh em nào á mà muốn sử dụng thì mấy ông có thể là kéo xuống phần bình luận game để xem ha. Rồi, và bây giờ thì mời anh em đến với lại cái Script ngày hôm nay thôi nào. Let's go. Và ok anh em ơi, thì đây là cái phiên bản menu farm mà trong video ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ đến cho anh em nha anh em. Nó có tên là Nighthub ha. Và đặc biệt là đối với là cái bản Nighthub này á, thì tôi nghĩ là anh em đã quá là quen thuộc với là cái tên của nó rồi. Tại vì đây cũng là một trong những cái bản menu có thể nói là thuộc dạng là cực kỳ lâu của cái tựa game Lockout rồi nha anh em. Thì dành cho những anh em nào chưa biết á, thì Nighthub á, là nó đã có mặt ở những cái phiên bản kết đợt trước của cái tựa game Lockout rồi. Nhưng mà tính cho tới cái thời điểm hiện tại á, thì nó mới vừa cập nhật sang một cái giao diện mới và cũng như là một cái bản menu mới. Thì tất cả những cái chức năng á, thì bên Nighthub này thì họ đã làm lại từ đầu tới đuôi rồi nha anh em. Chính vì thế á, là ở điểm hiện tại khi mà anh em sử dụng cái phiên bản này, anh em được rất là nhiều sự ưu ái luôn. Là về sau á, nếu mà có những cái chức năng hay á, thì cái bản Nighthub này thì nó sẽ cập nhật rất là sớm để cho anh em sử dụng luôn ha. Và ở cái thời điểm hiện tại như anh em có thể thấy nè, là chắc chắn với anh em một điều luôn, là chưa có cái bản menu nào nó có cái giao diện độc lạ như cái bản Nighthub này nha anh em. Đó, thì anh em nào muốn trải nghiệm bản này á, thì tất cả những gì liên quan trong video này tôi đều để dưới phần bình luận game cho anh em ha. Rồi, thì bây giờ thì tôi sẽ tiến hành tôi test cái bản Nighthub này cho anh em xem. Thì đối với lại bản Nighthub này á, thì do là nó mới vừa được cập nhật lên cái phiên bản mới á mọi người. Chính vì thế á, là cái giao diện của nó á, thì nó đã thay đổi hoàn toàn 100% rồi. Đó, về phần chế độ farm á, thì nó sẽ ở đây là nó sẽ hỗ trợ cho mọi người là farm level này, farm capring này, farm bone này. Đó, nó sẽ gộp chung như vậy chứ giúp cho mọi người dễ dòm hơn ha. Rồi có auto là asset width cái này á, thì nó sẽ hỗ trợ cho mọi người là tự động farm bone và tự động nhận nhiệm vụ khi farm nha anh em. Rồi có auto farm gương nữa nè. Auto farm gương thì mọi người tích vào là sẽ tự động dịch chuyển mọi người đi đi farm những cái gương ha. Và cái cách dịch chuyển của nó thì nó dịch chuyển rất là nhanh nha anh em. Đó, di chuyển rất là nhanh luôn. Thì cái cách này được một cái á, là nó sẽ dịch chuyển anh em nhận gương, nhưng mà nó sẽ không bị cái tình trạng đó là reset cái belly của anh em ha. Đó. Rồi, tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có là auto farm boss này, rồi auto nói chung là rất là nhiều cái auto luôn. Auto kill rai, auto elect hunter bên cell 3 đều có thứ rất là nhiều ha. Đó. Về chế độ farm thì ở đây á, là tôi sẽ test luôn cái chế độ là auto farm bone trước cho mọi người xem. Đấy, dịch chuyển rất là nhanh nha anh em. Dịch chuyển một phát một là cực kỳ nhanh luôn. Đó, giúp cho anh em là có thể là farm bone được rất là ngon nè. Rồi, mọi người, ví dụ mà mọi người muốn vừa farm bone mà vừa nhận nhiệm vụ thì mọi người sẽ bật cái chép quýt này lên. Đó, mọi người bật lên ha. Thì khi bật lên á, là nó sẽ tự động nó nhận nhiệm vụ để nó tiến hành nó đi farm bone nha mọi người. Rồi, ngoài ra thì phần setting farm ở đây á, thì nó sẽ nói chung là cái phần setting farm này thì họ đã tự động bật sẵn hết cho mọi người rồi. Việc của mọi người á, là không có cần bật nữa ha. Chẳng hạn như mọi người muốn tự động bật đọc V4 hoặc là V3 thì mọi người bật lên thôi. Còn về những cái chế độ là remote và attack đồ là họ đã cài đặt sẵn cho mọi người rồi. Đó mọi người thấy không? Cực kỳ vip nha mọi người, cực kỳ vip luôn. Gom quái đánh rất là ngon và đánh cực kỳ mượt nha mọi người. Không bị cái tình trạng là delay hoặc là cái gì cả hết nha. Đó, rất là ngon ha. Rồi ngoài ra là trong đây là nó sẽ có cho mọi người về cái phần là tự động 5 chữ số này, rồi FPS boost này, cái này là giúp cho đồ mã máy mọi người tăng lên ha. Đó. Rồi rất là nhiều chức năng luôn. Phần shop rồi cái thứ này. Phần shop thì ở đây chúng ta sẽ có là random ball. Rồi
mua những cái Ray nè, đó, mua những cái Ray rất là nhiều luôn. Đấy, mua đua Katana, rồi mua Katana bình thường, rồi cái thứ là có đầy đủ cho anh em luôn ha. Rồi, và đến với cái phần Stack Farm. Cái phần Stack Farm này á, thì họ đã ghi sẵn hết cho mọi người rồi. Chẳng hạn như những cái chế độ nào mà farm ở Season 1 hoặc là Season 2 rồi thì họ sẽ ghi chú ở đây cho mọi người ha. Đó, rất là nhiều cho mọi người luôn. Đấy, Auto Farm, Kill Ekra, rồi cái thứ rồi làm đục kinh rồi cái thứ rất là nhiều. Cái này về anh em sẽ trải nghiệm và sử dụng thêm ha. Rồi, có hỗ trợ cho mọi người là tự động thu hoạch melee nữa này. Đó, auto rút của mình này, rồi auto những cái khác nữa này, để sâu item đồ cái thứ là có đầy đủ hoàn toàn nha mọi người luôn. Rồi, phần David Food này trong đây có random trái này, auto random food này. À, tôi random thử nè, đấy tôi random ra được trái rock nè mọi người thấy không? Đó, có auto store food là tự động bỏ trái nữa nè. Rồi, tele dịch chuyển tới nhập trái nữa nè, rất là ngon luôn ha mọi người. Rồi, ví dụ ở đây mọi người không muốn farm nữa thì mọi người có thể là tắt cho nó đi. Đó, mọi người tắt ở đây thì nó sẽ không farm nữa nha. Đấy, thì nói chung là mọi người tắt những cái này đây thì nó sẽ không có farm nữa. Chẳng hạn như ở đây mọi người muốn farm level thì mọi người tích vào farm level rồi mọi người tích lên thôi. Rồi thì nói chung là có rất là nhiều cho mọi người luôn. Có phần farm sale event riêng đồ cái thứ cho mọi người nữa nè. Đó, farm Kitsune Island là đầy đủ cho mọi người luôn. Farm Terosat này, farm Leviathan này. Đây, auto farm Leviathan có luôn nha anh em. Đó, auto farm Leviathan đồ có luôn. Thì nói chung là nó y chang cái bản banana hấp nha anh em. Nó y chang cái bản banana hấp luôn, nó không có khác gì hết. Đó, chính vì thế là anh em nào mà muốn sử dụng cái bản này á thì tôi sẽ để dưới phần luận game cho anh em ha. Rồi, full chức năng ức tập Ray V3, V4 này. Rồi hỗ trợ mọi người rất là nhiều chức năng luôn. Đó, thì cái này là nếu mà để so sánh với banana hấp thì tôi nghĩ là có thể luôn nha anh em, tại vì nó rất là mượt và rất là ngon, và nó có luôn cái chức năng là auto farm Leviathan cho mọi người ha. Đó, thì anh em nào mà muốn sử dụng bản này thì tôi sẽ để dưới phần bình luận game cho anh em. Còn bây giờ thì tôi sẽ test luôn cái chức năng auto farm level ha. Và rồi, ok anh em ơi, thì đây farm level thì chắc chắn rồi, nó sẽ tự nhận nhiệm vụ và tự động đánh cho anh em và rất là nhanh luôn. Anh em có thể thấy nè, một lần nó đánh nó sẽ đánh 5-6 con luôn nha anh em. Đó, chính vì thế thì anh em nào muốn sử dụng một cái bản VIP như thế này thì chắc chắn rồi hoàn toàn free, và anh em có thể là lấy nó dưới phần bình luận game ha. Còn bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách để anh em có thể là treo được những cái clean này, và cũng như là treo được tất cả các game cho cái cloud nào mà anh em không có cần phải tải những cái phần mềm fake VPN ha. Ok, let's go. Và ok anh em ơi, thì như trên màn hình của anh em có thể thấy là hiện tại là tôi đã tiến hành tôi thoát ra ngoài để tôi hướng dẫn cho anh em về cái cách mà để anh em có thể là treo được cái cloud nào không cần phải tải bất kỳ một cái phần mềm fake VPN nào nha anh em. Rồi, thì như trên màn hình của anh em có thể thấy nè, là ở đây á là tôi có những cái phần mềm fake VPN này, thì bây giờ tôi xóa đi nè. Đấy, mất công anh em lại bảo là tôi không uy tín nữa. Đó, thì phần mềm fake VPN này thì tôi đã xóa đi rồi nha anh em. Rồi, thì để có thể mà treo được cái cloud nào mà không cần phải fake VPN á, thì đầu tiên là anh em sẽ cần chuẩn bị giúp tôi, đó là một cái trình duyệt tên là trình duyệt Basi nha anh em. Thì cái trình duyệt Basi này thì anh em nào muốn tải thì tôi đã cập nhật cái phiên bản mới nhất của nó rồi, và tôi sẽ để dưới phần bình luận game cho mấy ông luôn. Đó, thì đó là cái phần mềm Basi mà tôi mang đến cho tất cả các ông á, thì đây là cái phiên bản Basi, phiên bản premium nha mọi người. Đó, chứ không phải là phiên bản trên CH Play nha. Nếu mà anh em tải trên cái cửa hàng CH Play á thì nó chỉ là phiên bản free thôi. Còn nếu mà anh em muốn sử dụng phiên bản premium á thì bắt buộc là anh em phải trả phí. Còn đối với tôi á thì anh em muốn sử dụng premium thì cực kỳ dễ thôi. Anh em chỉ cần kéo xuống phần bình luận game thì anh em có thể là tải được cái phiên bản Basi premium này rồi. Tại vì đây là cái phiên bản Basi premium mà tôi để dưới phần bình luận game hoàn toàn miễn phí cho tất cả các ông ha. Đó, tải về xong rồi thì bây giờ anh em sẽ mở cái phần mềm Basi premium này lên cho tôi hoàn toàn miễn phí nha. Anh em lấy dưới phần bình luận game giúp tôi ha. Rồi anh em mở lên. Thì sau khi mà anh em mở lên xong thì đây là cái giao diện của nó nha mọi người. Thì nó cũng như là những cái trình duyệt bình thường thôi, nhưng mà ở đây là nó khác một cái là nó sẽ hỗ trợ cho mọi người tối ưu về cái phần là treo nào GG này. Và cũng như là cái trình duyệt này thì nó sẽ hỗ trợ cho mọi người là vừa treo vừa lướt web, và cũng như là vừa treo vừa tắt màn hình ha. Rồi, thì đặc biệt ở cái ưu điểm của cái trình duyệt này là nó sẽ có tích hợp sẵn cái VPN cho mọi người luôn. Đó, thì mọi người sẽ không có cần phải tải bất kỳ một cái phần mềm VPN riêng nào ở ngoài nha. Mọi người sẽ vào trong cái phần mềm Basi này, rồi mọi người click vào cái biểu tượng góc phải trên cái màn hình này, có cái chữ VPN đó, mọi người click vào. Đó, click vào xong rồi thì nó sẽ ra cái Basi VPN cho mọi người luôn. Rồi thì tại đây thì nó sẽ có rất là nhiều nước cho anh em. Thì ở đây thì anh em sẽ chọn kết nối vào cái nước Hoa Kỳ giúp tôi ha. Thì đối với cái nước Hoa Kỳ này thì anh em bắt buộc là anh em phải có cái phiên bản premium thì anh em mới sử dụng được. Còn nếu mà anh em sử dụng trên cái phiên bản free trên cửa hàng CH Play thì anh em sẽ không có kết nối được ha. Đó, thì bởi vì thế là anh em có thể lấy cái Basi premium này ở dưới phần bình luận game nha anh em. Rồi sau đó anh em kết nối vào cái nước Hoa Kỳ cho tôi. Đó, thì sau khi mà anh em kết nối vào cái nước Hoa Kỳ xong thì anh em đợi một tí nè. Đấy, đợi một tí thì nó sẽ thông báo là mọi người đã kết nối thành công với cái nước Hoa Kỳ này rồi. Đó, và anh em có thể thấy là cái chữ cao cấp này là bắt buộc là mọi người phải premium thì mọi người mới kết nối được. Rồi, thì sau khi mà mọi người đã kết nối thành công rồi, bây giờ thì mọi người sẽ vào trong cái trang nào này giúp tôi ha. Và cái trang này tôi sẽ để dưới phần bình luận game cho mấy ông luôn. Đó, anh em vào cái trang này giúp tôi. Rồi, thì sau khi mà anh em vào trong cái trang này xong á thì nó sẽ đưa anh em tới cái trang NowGG của cái tựa game The Sims như thế này ha. Rồi bây giờ thì anh em sẽ nhấn vào cái nút màu đỏ bên tay trái của mọi người có cái chữ là Play in Power á. Đó, mọi người nhấn vào. Rồi nhấn vào xong á thì sau khi mà nhấn xong thì sẽ có một vài bạn á là nó sẽ bị cái tình trạng đó là nó hiện thông báo là mọi người đã bị chặn VPN như thế này đúng không? Thì cái cách mà để fix cái này á thì rất là đơn giản luôn. Mọi người chỉ cần là load lại cái trang này một vài lần thôi. Đó, một hai lần á thì nó sẽ hết nha anh em. Rồi cách load thì anh em sẽ vuốt xuống ha. Đó, đã sẽ tự động load lại trang rồi, sau đó anh em nhấn vào lại. Đấy, thì nếu mà nó bị tiếp thì anh em cứ làm lại thôi. Đó, làm khoảng vài lần là nó sẽ hết nha anh em. Đây, đó anh em thấy không? Đấy, tôi làm mới lần thứ 2, thứ 3 thôi là nó đã hết rồi nè.
Rồi sau khi mà nó hết rồi thì bây giờ việc của anh em á là chỉ cần đợi cho nó vào trong cái tựa game The Sims này thôi. Rồi sau đó thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách để anh em có thể là tải được cái clip trong cái tựa game The Sims này ha. Anh tí thì nó sẽ tự động nó vào nè anh em thấy không? Rồi sau khi mà vào xong á thì nó sẽ hiện lên cái bảng hỏi mọi người nhập cái độ tuổi á, thì ở đây mọi người đừng có quan tâm cái này giúp tôi ha. Mọi người chỉ quan tâm cái dòng á là có cái chữ là cookie nè. Đó, chính sách quyền riêng tư và cookie nè mọi người thấy không? Bây giờ mọi người nhấn vào cái dòng màu xanh này cho tôi. Đó, nhấn vào cái dòng chính sách quyền riêng tư cho tôi ha. Rồi, sau khi mà nhấn vào xong á thì lập tức là nó sẽ đưa mọi người tới cái trình duyệt web. Đó, thì tới đây á là tôi nghĩ là mọi người đã biết cách dùng rồi. Thì bây giờ việc của mọi người rất là đơn giản luôn. Mọi người sẽ vào trong cái trang đó là xemnot.com/not/htl123. Đó. Thì mọi người vào trong cái trang này á thì trong cái trang này thì tôi sẽ để những cái clip dành cho cái tựa game Roblox trong cái trang này đó. Thì nói chung á là trong cái trang này thì tôi đã cập nhật hết những cái clip đó rồi, và đặc biệt là những cái clip đó thì nó chỉ hỗ trợ cho cái cloud thôi chứ không có hỗ trợ cho máy thiệt nha mọi người. Đó. Rồi ở đây á mọi người sẽ vào trong cái trang này cho tôi ha. Rồi sau khi vào trong cái trang này rồi thì bây giờ mọi người vuốt xuống. Mọi người sẽ thấy cái chữ là tôi không phải là người máy nè mọi người thấy không? Bây giờ mọi người tích vào cái chữ đó cho tôi. Rồi sau đó mọi người chọn, nó kêu mọi người chọn cái gì thì mọi người chọn cái đó ha. Đó, mọi người chọn rồi, mọi người nhấn xác minh. Rồi sau khi xong rồi thì mọi người nhấn một cái chữ tiếp tục cho tôi ha. Đó, thì khi mà nhấn một chữ tiếp tục xong thì lập tức là nó sẽ đưa mọi người tới cái trang web tiếp theo. Thì ở trang web này thì mọi người sẽ đợi giúp tôi là trong vòng là khoảng chừng 12 giây ha. Đó, nó đang đếm ngược nè mọi người thấy không? Rồi sau khi mà nó đếm ngược xong rồi thì mọi người nhấn một cái chữ là tiếp tục cho tôi. Đó. Thì nhấn vào tiếp tục rồi thì bây giờ là nó sẽ đưa mọi người tới cái trang mà để cho mọi người có thể là tải những cái clip về nha mọi người. Và đặc biệt anh em nhớ nha là những cái clip này á là nó chỉ tối ưu cho cloud thôi. Còn nếu mà anh em tải ở ngoài cái máy thiệt mà anh em sử dụng mà có bị ban hay là bị cái gì đó thì tôi sẽ không chịu trách nhiệm nha anh em. Rồi, thì đặc biệt á là khi mà anh em sử dụng cái 3C anh em treo nào GG á thì anh em sẽ được một cái rất là ngon luôn, đó là nó cực kỳ mượt nha anh em. Nó rất là mượt luôn nha, nó cực kỳ mượt luôn. Rồi, thì ở đây á là tôi khuyến khích anh em là nên sử dụng bằng cái trình duyệt cái clip Fluxu ha, hoặc là anh em có thể sử dụng Neta cũng được, cái nào cũng được. Ở đây thì tôi sử dụng Fluxu thì tôi sẽ nhấn vào nè. Anh em nhấn vào cái đường dẫn rồi nó sẽ đưa anh em tới cái này, anh em chỉ cần tải về thôi. Đấy, tải về ha. Thì nhấn vẫn tải xuống. Đó, rất là đơn giản nha anh em. Rồi sau khi tải xuống xong thì anh em đợi một tí này. Đấy, thì nó đang tải tìm tin xuống nè anh em thấy không? Rồi sau khi tải xong rồi thì mọi người nhấn vào cái nút mở lên cho tôi. Đó, rồi mọi người nhấn cài đặt. Đấy, thì lập tức á là anh em đã có thể cài đặt được cái clip rồi, rất là đơn giản luôn. Việc của anh em bây giờ là chỉ cần là nhấn mở lên nè. Rồi, nó sẽ đưa anh em vào trong và anh em nhập cái tài khoản của anh em vào, anh em treo thôi, rất là đơn giản ha. Đó, thì nói chung là đây là cái cách mà để cho anh em có thể là sử dụng cái Navigator mà không có cần phải tải bất kỳ một cái phần mềm phát VPN riêng nào hết ha. Đó, rất là mượt luôn. Rồi, và đối với lại cái Fluxu á thì chắc chắn là nó sẽ không có bị lỗi màn hình dọc hay cái gì hết nha anh em. Rồi bây giờ anh em chỉ cần là đăng nhập cái tài khoản của anh em vào rồi sau đó anh em treo thôi. Thôi thì ở đây là tôi đã đăng nhập tài khoản tôi vào rồi nè anh em. Đó, thì nói chung là tới bước này là anh em có đã có thể là vào anh em treo được rồi. Thì ở đây á là ví dụ mà anh em vào lốt phút thì anh em vào, còn ở đây á là tôi muốn nhanh hơn thì tôi sẽ vào trong cái game này để cho nó lốt nhanh hơn nha anh em. Còn nếu mà vào trong lốt phút thì cũng được, nhưng mà cái lốt thì nó hơi lâu thôi. Ở đây tôi làm video mà bởi vì tôi là tôi muốn nó nhanh nhất có thể. Đó, thì vào tới bước này á thì anh em chỉ cần là nhấn vào cái chữ là chết cây, rồi anh em copy link chết cây, rồi anh em phát ra ngoài cái máy thiệt, anh em vào trong cái nhóm đặt HG của tôi để anh em sử dụng bot anh em bay bắt hay thôi. Đó, vậy là xong ha, rất là đơn giản luôn nha anh em. Rồi và đối với lại cái 3C này thì nó sẽ có một cái hay á, đó là khi mà anh em đang treo đúng không, mà anh em muốn vừa thoát ra vừa lướt web á thì anh em sẽ rút từ dưới rút lên để anh em quay về cái màn hình chính trên cái màn hình của anh em á. Đây, ở đây tôi quay về màn hình chính nè. Đó, thì ở ngoài cái màn hình chính của mọi người là nó sẽ tự động nó thu nhỏ cái màn hình xuống nè. Đấy, anh em có thể là vừa treo vừa lướt web này, và cũng như là vừa treo vừa xem YouTube được, rất là ngon luôn nha anh em. Đó, thì ngoài ra khi mà nó thu nhỏ xuống cái màn hình như thế này rồi á thì bây giờ anh em có thể là tắt cái màn hình của anh em để anh em vừa treo mà vừa tắt màn luôn ha, rất là ngon ha. Đó, rồi ví dụ mà anh em muốn mở lên thì anh em chỉ cần là nhấn vào rồi anh em mở bự nó lên thôi. Đấy, và nó sẽ hoạt động tiếp và không có bị dừng nha anh em. Đó, thì đó là cái cách mà để cho anh em có thể là treo được cái Navigator mà không cần phải tải bất kỳ cái phần mềm phát VPN nào ha. Còn bây giờ thì nếu mà anh em thấy video này hay, nhớ like và subscribe nha. Tất cả những gì liên quan trong video này tôi đều để dưới phần bình luận riêng cho anh em, và bây giờ thì bye bye.